Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì tôi có đăng video thực hiện cái chương trình siêu giảm giá cho cuối năm. Siêu giảm giá ở mức 130.000 mỗi cây phở ri ship luôn. Thì cũng đã bán gần hết rồi, còn vài cây này thôi. Thì hôm nay tôi thực hiện tiếp một lô 100 ống nữa. Ở đây là khoảng hơn 100 ống nước. Tất cả đã gia công để chuẩn bị làm cần lực trong vòng một tuần. Thì các bạn lại tiếp tục đặt hàng nhé. Vẫn cứ như vậy thôi. 130.000 free ship. Các bạn thích tông gì cũng được, tùy chọn. Nứa đẹp luôn. Nứa bóng dày đẹp thẳng căng, tất cả đều là nứa đẹp nhé. Dòng sáo này trên thị trường vẫn bán ở mức giá là 200.000 cho đến 300.000 tùy cây. Chất lượng và hình thức đều đạt tiêu chuẩn như vậy, tôi bảo hành một năm luôn, bảo hành như sáo 200.000 luôn, đảm bảo âm thanh rồi hình thức, độ bền, tất cả đều chuẩn ngon như vậy. Bật đèn lên cho sáng nhá. Hôm trước là 30 cây. Lô 30 cây thì còn khoảng hơn 10 cây thôi. Sau ngày hôm nay gửi nữa thì chắc là nó sẽ không còn, nó khoảng 1-2 cây, vài cây thì. Tôi đã thấy đơn các bạn lên đơn các bạn nhắn nhiều rồi, tôi chưa soạn. Nhưng sau nay chắc là chỉ còn khoảng 2-3 cây thôi. Tôi tiếp tục làm cật lực 100 cây này. Để cho các bạn xem nữa nhá. Nứa đẹp, nứa cực đẹp luôn. Nứa này là nứa đẹp luôn. Già, bóng, thẳng. Đây là nứa đẹp nhé. Lô hôm trước thì nước có khi còn không bằng đây. Nước hôm trước thì bóng đẹp nhưng mà độ già thì cũng không bằng đây. Hôm nay tôi lựa lô này đẹp nữa. Cái về vật liệu ấy, đôi lúc là mình cũng bị phụ thuộc bởi cái bên cung cấp vật liệu ấy. Tức là phụ thuộc vào anh em khai thác nứa. Nó tùy từng vùng. Có vùng thì nứa nó cũng trồng rất lâu nhưng mà nó chỉ được như thế thôi. Nó màu nó lúc nào nó cứ màu nhạt nhạt. Chứ nó cũng không phải là nứa nó ít năm, nhưng mà do cái giống nứa nó như vậy. Cũng giống như nứa Bắc thì nó luôn luôn có màu nâu, nứa Nam là luôn màu vàng, nó kiểu như thế. Nên lô này thì nứa này màu đậm màu, đậm màu, nặng, khá nặng, nặng và cứng. Ngoài sáo nứa này ra thì các bạn có thể đặt thêm về sáo Trung Quốc các dòng nhé. Như hiện tại giảm giá thì tôi mới đang thực hiện ở trên sáo nứa Việt Nam 130.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Sáo DG thì cũng có nhiều loại, nhiều mức giá cho bạn tùy chọn. Sáo bầu thì có dòng bầu nhựa giả ngọc này là 200 này, bầu thật thì 500 có hộp. Bầu nhựa thì không có hộp. Bầu nhựa muốn có hộp thì phải mua thêm. Bầu thật thì có hộp luôn, 500.000. Đấy. Các dòng sáo Việt Nam tiêu này nhiều lắm. Tiêu gốc này, tiêu thường này. Tiêu Trung Quốc ba khúc này, tiêu inox, tiêu hun khói. Sáo inox. Sáo DG, sáo dọc. Sáo hun khói. Kia là Zalo và số điện thoại của tôi. Các bạn đặt hàng qua Zalo cho tiện gửi hình ảnh, tiện gửi video và đỡ tốn tiền. Ngoài sáo thì còn có đàn guitar. Đàn Việt Nam là đàn Nhật cũ. Đàn Nhật thì các bạn tham khảo cái chuỗi về hàng đàn. Và bây giờ video này giới thiệu sáo. Inox đây, hàng inox đây. Inox đủ các loại tông nhá. Đô, la, son, si giáng,
sáo dọc. Sáo thì ngoài sáo nứa thì cũng có cả sáo trúc, tức làm bằng cây trúc có đốt này. Đó, trúc có đốt. Đây sáo dọc thì vẫn bỏ ở đây. Đấy. Hết chỗ treo rồi, nó không còn chỗ để treo. Mắc hết, kín hết mắc rồi, không còn chỗ nào rồi. Giá để tiêu cũng đầy rồi. Chỗ này thì lát treo mấy cái cây tông trầm lên là hết chỗ rồi. Các bạn lưu ý nhé, những cái đơn hàng giảm giá đâu nó cũng có số lượng, nó có hạn thôi nhé, chứ không phải là giảm mãi đâu. Bởi vì nó sẽ chạy vào những cái đợt thường là cuối năm. Cuối năm tức là dịp gần Tết, Tết dương lịch và Tết âm lịch ấy. Còn sau đó thì sẽ lại không giảm giá nữa. Sáo nửa nam nửa bắc đủ cả nhé, đủ hết. Đây nửa bắc thì màu nâu, nửa bắc đặc trưng của nửa bắc này màu nâu, nửa nam thì màu vàng, vàng trắng. Trúc đây, trúc nhiều đốt đây, đây siêu đốt luôn. Cây này siêu siêu đốt luôn. Cây này là son trầm, gốc trúc nhiều đốt. Sau trúc thì nó sẽ dao động giá từ 150 đến 200 đổ lên. Nước bắc nó cũng như vậy, 150 đến 200 đổ lên. Nước nam thì khai thác nó dễ hơn, nên nó rẻ. Và tùy từng đợt, vào những cái đợt cuối năm xả những cái kho nứa này, người ta xả nứa nó rẻ thì tôi có thể làm rẻ cho các bạn. Và đợt nó nhập đất thì cũng chịu rồi, cũng không thể giảm được nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Những bạn nào đặt hàng thì liên hệ với lại Cao Chí Minh qua số điện thoại và Zalo 0906 020 468.